Hello các bạn, mình đang mới thức dậy buổi sáng. Và hôm nay là một ngày dài mà mình sẽ đưa các bạn đi xem hết các ngóc ngách của trường Lúa Đạch. Tất nhiên là không hết rồi, mình quá mỏi chân. Nhưng mình sẽ đưa các bạn đi xem trường của mình như thế nào nha. Bao nhiêu thì thích luôn. Ok, còn đây là phòng ngủ của mình, gazebo màu đen và phòng rất đơn giản bởi vì mình rất là lười trang trí. Còn đây là con gấu xinh đấy mua ở Việt Nam và vỏ gối hình da báo và một đống bánh mình đã mua ở Walmart. Còn đây là laptop của bà Bình nè. Sau khi xem view của phòng mình và chúng ta sẽ bắt đầu school tour. Trước khi mình sang đây mình đã chọn Centennial Village để ở. Dorm của mình nằm ở phía tây của trường và cách xa những dorm còn lại. Ở phía tây này thì chỉ có hai dorm, một là Centennial Village, hai là Kaho. Và bây giờ mình sẽ sang đường để tới những nơi quan trọng mà mình hay đến trong một ngày. Còn đây là Kaho nằm đối diện với bãi đỗ xe. Đây là bãi đỗ xe của trường. Còn đây là bookstore của trường. Còn đây là UC, ở đây có những brand đồ ăn nếu mà bạn cảm thấy quá ngán ở cafe có thể qua đây ăn. Lấy đồ ăn xong thì có thể ra ở phía trước này ngồi. Còn đây là những cái brand cung cấp đồ ăn ở UC. Ngoài ra còn có bánh mì Subway và hôm nay mình sẽ ăn bánh mì Subway trước. Meal plan của mình cho phép mình mua 2 bữa ăn trong UC một ngày. Còn đây là mì udon ở Revolution Noodle. Sau khi đốp xong thì các bạn có thể đến ngay thư viện để học. Hôm nay thì thư viện đã đóng cửa cho nên là mình chỉ đứng ngoài thôi. Hôm nay đi bộ khoảng 10 km các bạn ạ. Một ngày đi bộ nhiều thế mà vẫn ngập. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi tiếp. Và sau khi mình qua đường là mình sẽ tới những nơi khác. Thực ra vẫn là trường đại học của mình nhưng mà ở phía bên kia đường. Bấm cái nút để qua đường. Thế sau đấy rồi chạy như vịt. Quẹt. Rồi sau đấy đến một nơi mà mình không bao giờ đến. Và bên cạnh là một nơi mình thỉnh thoảng đến. Đây chính là phòng tập gym. Đẹp kia. Có vẻ chúng sắp xếp không hứng lắm bởi vì đây là chỗ ăn sau chỗ tập. Và đối diện chỗ ăn là chỗ học. Và rồi lại đến chỗ ăn, nơi dành cho những đứa đi muộn. Và tiếp theo lại là một chỗ ăn khác, chỗ ăn chính của chúng mình. Sẽ dành 3 bữa ăn ở đây. Ok, trước khi đó phải lấy thẻ ra đã. Quẹt thẻ. Rồi sau đấy chúng ta sẽ vào trong. Và đây.
Và đây, còn đây là ba ổ cũ chính để mình lấy đồ ăn. Hôm nay mình sẽ ăn và ngắm cảnh ở ngoài trường. Ok, ăn. Ok, hết rồi đấy, tạm biệt.